thì các bạn sẽ vào trong cái phần admin. Chúng ta sẽ thấy một tập tên được gọi là book.xml. Chúng ta sẽ bắt đầu sửa lại tập tên này. Lúc này để sửa tập tên thì chúng ta sẽ copy. Chúng ta có thể cắt cái tập tên này đem ra phía ngoài cùng để chúng ta bắt đầu thiết lập. Lúc này chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sử dụng Notepad cộng cộng để mở cái tập tin lên. Thì các bạn sẽ thấy đầu tiên ở đây chúng ta phải là kiểu là component. Tiếp đó là giá trị là update, version là cho Joomla 2.5. Tiếp theo của chúng ta sẽ là những cái phần về thông tin của cái component đó thì chúng ta đã biết quá rõ. Chúng ta không cần quan tâm đến phần này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khai báo cái hệ thống thư mục cho phần nền. Lúc này chúng ta sẽ bắt đầu mở cái hệ thống thư mục của chúng ta lên. Ở trong phần này chúng ta sẽ khai báo là trong thư mục size của chúng ta, có nghĩa là thư mục ở phía ngoài phần nền của chúng ta sẽ bao gồm có những thư mục nào, tập tin nào. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ nhấn vào trong thư mục size. Trong thư mục size thì các bạn sẽ nhìn thấy đầu tiên chúng ta sẽ có một cái thư mục, đó là controller. Vậy chúng ta sẽ copy cái tên thư mục này đưa vào phần đầu tiên và chúng ta để trong cặp thẻ là folder. Tiếp theo của chúng ta là thư mục helper thì chúng ta cũng rename nó, sau đó chúng ta copy cái tên vào và chúng ta cũng để trong cặp thẻ folder. Tiếp theo là thư mục language, vậy chúng ta sẽ copy xuống một dòng nữa. Tiếp theo là thư mục model. Tiếp theo là thư mục view. Vậy là chúng ta đã khai báo xong các thư mục. Để tránh trường hợp lỗi thì chúng ta cần phải kiểm tra lại các thư mục của chúng ta để xem ở trong thư mục đó có rỗng hay không. Thì nếu rỗng thì chúng ta sẽ copy tập tin index này vào. Thư mục controller của chúng ta rỗng, nếu trong lúc cài đặt mà thư mục này không có tập tin nào thì nó sẽ tạo ra lỗi. Vì vậy chúng ta sẽ copy tập tin index.html và đưa thư vào thư mục controller. Tiếp đó là chúng ta kiểm tra xem thư mục helper của chúng ta đã có file chưa. Thì hiện nay nó đã có file, nhưng chúng ta sẽ cũng bổ sung cho nó tập tin index.html để tránh người ta vào trực tiếp. Tiếp theo là thư mục language thì chúng ta cũng nên đưa vào tập tin index.html. Tương tự với model. Tiếp theo nữa là view. Vậy là chúng ta đã xử lý xong phần thư mục. Bây giờ đến các cái tập tin. Thì đầu tiên là tập tin book.php. Chúng ta đã có tập tin book.php. Tiếp theo của chúng ta là tập tin controller. Tiếp theo nữa là tập tin index thì chúng ta có sẵn. Và tiếp theo là tập tin router. Vậy là chúng ta đã khai báo xong phần hệ thống thư mục cho phần nền. Bây giờ chúng ta sẽ cần khai báo tiếp những cái phần cho phần language ở phần nền. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Chúng ta sẽ xem đến phần language. Thì ở đây chúng ta sẽ không khai báo theo kiểu này nữa, mà chúng ta sẽ khai báo theo một cái kiểu khác để nó giống với phần language của phần root-in và phần module. Chúng ta sẽ để ở đây là giá trị là language. Sau đó
Ở đây chúng ta sẽ đưa vào giá trị là language. Nhưng chú ý, ở trên thì chúng ta có S, ở dưới này chúng ta không có S. Và chúng ta cũng cần một thẻ đóng giống như thế. Tiếp theo là đường dẫn đến cái tập tin combook.in. Vậy đường dẫn lúc này chúng ta ở trong phần frontend của chúng ta thì sẽ có hai ngôn ngữ, đó là tiếng Anh và tiếng Việt. Vậy thì ngôn ngữ tiếng Anh của chúng ta sẽ nằm trong cái thư mục Language NRB. Chúng ta sẽ đưa thêm Language NRB vào đây. Tiếp theo là chúng ta thực hiện cho phần tiếng Việt. Vậy chúng ta sẽ copy dòng này xuống. Vấn đề đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là đổi cái tạng này lại VI VN. Rồi, ở trong cái phần này của chúng ta thì nó không nằm ở trong thư mục NRB nữa, mà nó sẽ nằm ở trong thư mục VI VN. Vậy chúng ta sẽ chỉnh phần này lại VI VN. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong cho phần language. Tiếp theo chúng ta sẽ khai báo phần media. Phần media này thì trong cái lần đầu tiên chúng ta cài đặt, chúng ta chưa có khai báo. Vậy lúc này chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta tạo ra một thẻ media. Và trong thẻ media này chúng ta sẽ khai báo khi nó copy, nó sẽ tạo ra cái thư mục gì nằm ở đâu. Vậy destination của chúng ta là thư mục đích, và chúng ta kêu nó sẽ nằm ở trong thư mục combook. Có nghĩa là nó sẽ tạo ra một cái thư mục combook trong cái thư mục media của chúng ta. Hiện tại thì chúng ta sẽ thấy là nó nằm trong thư mục media. Lúc này chúng ta sẽ kêu copy những cái thư mục đó vào trong thư mục combook nằm trong thư mục media. Thì ở đây chúng ta đã khai báo cái thư mục mà chúng ta sẽ tạo ra là thư mục combook. Tiếp theo là nó nằm ở đâu? Folder. Folder ở đây chúng ta sẽ đưa vào giá trị là media. Sau đó chúng ta sẽ đóng thẻ lại. Lúc này chúng ta sẽ xem ở trong thư mục media của chúng ta gồm có bao nhiêu thư mục. Chúng ta sẽ khai báo. Đầu tiên là thư mục CSS. Vậy chúng ta sẽ đưa cặp thẻ cho nó là cặp thẻ folder. Chúng ta sửa giá trị này lại thành CSS. Tiếp theo nữa là icon. Tiếp theo nữa sẽ là email. Tiếp theo là CSS. Và tiếp theo của chúng ta là thư mục upload. Lúc này chúng ta cũng nên bỏ các tập tin index.html vào các thư mục này. Vậy chúng ta sẽ quay qua phần sàn. Chúng ta sẽ copy tập tin index này. Chúng ta đưa vào trong các cái thư mục CSS. Tiếp đó là icon. Tiếp theo nữa là email và CSS. Cuối cùng sẽ là upload. Chúng ta có thể bỏ tập tin index này vào hai thư mục upload này cũng được. Vậy là chúng ta đã khai báo xong phần thư mục media. Nhưng lúc này chúng ta nên bổ sung thêm một cái tập tin nằm trong thư mục media là index. Vậy thì chúng ta sẽ copy cái phần filename tập tin index.php đem xuống phần media. Vậy là chúng ta đã khai báo xong phần media. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu khai báo cho phần backend, có nghĩa là phần admin trong cái gói của chúng ta. Lúc này chúng ta sẽ kéo xuống phía dưới thì các bạn nhìn thấy ở đây của chúng ta có các cái link option. Lúc này chúng ta cần phải xem lại một chút vấn đề. Ở đây chúng ta đi vào component combook thì các bạn nhìn đã thấy chúng ta có những cái icon của cuốn sách. Vậy thì làm sao để chúng ta khi intone vào nó có sẵn icon mà chúng ta không phải cần mở database lên, chúng ta add nó vào. Lúc này chúng ta sẽ thực hiện bằng cách sau. Chúng ta sẽ kích chuột phải. Chúng ta sẽ xem cái đường dẫn của cái tập tin icon này nó nằm ở đâu. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta nhìn qua
phía bên này. Chúng ta đi tìm tới cái phần icon của chúng ta. Thì các bạn nhìn thấy đây là đường dẫn của chúng ta. Chúng ta mở tab. Thì các bạn đã nhìn thấy chúng ta có một cái đường dẫn. Và đây là hình cuốn sách của chúng ta. Lúc này chúng ta hãy xem lại đường dẫn này ở đây gì. Nó là chấm chấm gạch media rồi combook. Vậy thì đó chính là đường dẫn mà chúng ta sẽ add nó vào trong phần menu. Lúc này chúng ta sẽ thay các cái hình ảnh vào trong cặp tin cài đặt của chúng ta. Lúc này là menu chính. Menu chính của chúng ta thì sử dụng cái tập tin. Vì chúng ta sẽ vào để chúng ta thấy được cái tập tin của chúng ta đang sử dụng icon. Tiếp đó là hàng loạt các icon, và icon chúng ta sử dụng là icon có kích thước là 16. Và cái tập tin chúng ta sử dụng cho menu chính của chúng ta chính là Bookmark. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ đưa vào trong tập tin cài đặt của chúng ta thêm một cái thuộc tính nữa trong phần menu. Đây là phần menu chính, vậy chúng ta đưa vào phần menu này một cái thuộc tính nữa là email. Và chúng ta sẽ copy cái đường dẫn ở phía trên này. Chúng ta đưa vào tập tin cài đặt. Sau đó chúng ta đóng nó lại. Thì lúc này chúng ta phải thêm hai dấu chấm ở phía trước để làm sao cho nó giống như cái phần ở phía này bên này của chúng ta. Vậy là chúng ta có thể load được cái tập tin icon vào. Tiếp đó là chúng ta sẽ thực hiện cho các cái phần như carry, rồi book, invoice. Và cách làm của chúng ta cũng tương tự. Chúng ta copy cái thuộc tính ở trên phần này xuống, đưa vào trong phần combo carry. Và chúng ta sẽ chỉnh lại cái icon. Icon của chúng ta sẽ là tên gì? Icon của chúng ta chính là icon 16 carry.png. Vậy lúc này chúng ta sẽ điều chỉnh lại ở trong phía trong. Icon 16 ở đây của chúng ta sẽ sửa lại là chữ carry.png. Tiếp đó là chúng ta copy cái phần này và chúng ta cũng đưa xuống phía dưới và cho cả phần dưới luôn. Và chúng ta sẽ chỉnh lại một chút. Ở đây của chúng ta sẽ là cho phần book. Như vậy để cho phần book thì chúng ta sẽ thay cái hình của cuốn sách vào đây. Và hình của cuốn sách của chúng ta là icon 16 gạch book chấm png. Tiếp đó là phần hóa đơn invoice. Lúc này chúng ta cũng thay cái hình của chúng ta vào đây. Và ở dưới này của chúng ta thay đổi cái chữ tên hình của chúng ta là invoice. Chúng ta save lại. Vậy là chúng ta đã thực hiện. Trong quá trình cài đặt, chúng ta sẽ add luôn cái giá trị icon vào trong cái cột email của cái bảng chứa những cái menu. Tiếp theo nữa là chúng ta cần khai báo cái thư mục admin của chúng ta. Vậy thư mục admin của chúng ta sẽ bao gồm những gì? Chúng ta đi vào phần admin, lúc này chúng ta sẽ kéo nó gọn lại để chúng ta nhìn thấy. Đầu tiên chúng ta là thư mục controller. Các bạn nhìn thấy chữ admin ở đây, folder admin này đại diện cho cái chữ admin này. Và khi mà nó nằm trong cái thẻ admin extension của chúng ta thì lúc này toàn bộ dữ liệu này nó sẽ hiểu là chúng ta sẽ đưa nó vào trong backend của Joomla. Đầu tiên của chúng ta là khai báo folder. Vậy chúng ta sẽ copy cái cặp thẻ trên này xuống và chúng ta chỉnh lại. Folder của chúng ta gồm controller. Vậy chúng ta copy tên controller chúng ta đưa vào đây để chúng ta thay thế. Tiếp đó là element. Element này chúng ta sử dụng cho phần module. Vậy chúng ta cũng có thể bỏ nó đi, nhưng bây giờ chúng ta cũng đưa nó vào luôn để cho nó đầy đủ. Phần element này thì chúng ta đã thực hiện đóng gói nó trong module rồi, nên cho dù chúng ta có bỏ nó đi cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến module của chúng ta. Tiếp đó là phần helper. Tiếp theo của chúng ta là includer. Tiếp theo của chúng ta nữa là language. Tiếp theo là model. Tiếp theo nữa
là thư mục SQL. Tiếp theo là table. Các bạn chú ý các cái thư mục của chúng ta ở phía sau gần như cái nào cũng có S nên chúng ta phải kiểm tra kỹ. Nếu chúng ta thiếu S thì lúc đó nó có thể xảy ra lỗi. Tiếp theo nữa của chúng ta là thư mục view. Và ở đây chúng ta sẽ ghi là view. Rồi sau đó đến tập tin chạy chính của chúng ta book và tập tin index.html. Vậy là chúng ta đã khai báo đầy đủ. Lúc này chúng ta sẽ copy cái tập tin index.html và chúng ta bỏ vào trong các cái thư mục. Vậy là chúng ta đã thực hiện khai báo xong hệ thống thư mục ở trong phần admin. Lúc này chúng ta có thể không cần tới thư mục language cũng được, vì thư mục language ở đây để chủ yếu là chúng ta sẽ copy cái file đó vào trong các cái thư mục language chính của chúng ta. Vậy chúng ta có thể bỏ những phần nào liên quan tới khai báo tới thư mục language. Ở phía phần front end của chúng ta cũng có khai báo, vậy chúng ta cũng không cần thiết nó, chúng ta xóa nó đi. Tiếp theo là chúng ta sẽ thực hiện khai báo những cái tập tin để nó copy vào trong cái phần language ở phần backend. Vậy lúc này chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Cách làm của chúng ta cũng sẽ giống với cách làm ở phía trên này. Chúng ta sẽ copy hai dòng này xuống. Chúng ta thay thế cho hai dòng này. Bắt đầu chúng ta sẽ chỉnh sửa lại. Lúc này sẽ copy vào thư mục NRB language của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy đi vào thư mục language và thư mục NRB. Tiếp đó là đến tập tin combook.in và kế tiếp của chúng ta là NRB combook.sys.in. Vậy ở đây chúng ta cần phải sửa lại một chút là NRB. Tiếp theo là ở đây cũng là NRB. Và ở đây chúng ta thêm là .sys. Tiếp theo chúng ta sẽ copy hai dòng này xuống và chúng ta sửa lại cho cái ngôn ngữ VVN của chúng ta. Có nghĩa là lúc này nó sẽ khai báo đến cái phần language tiếng Việt của chúng ta. Và lúc này chúng ta sẽ thay đổi ở đây là VVN. Chúng ta copy hai từ này và chúng ta thay đổi vào những cái phần cần thiết của chúng ta. Tiếp đó là chúng ta sẽ cần phải sửa lại cái giá trị này. Vì các bạn chú ý một vấn đề. Khi chúng ta ở ngoài thư mục book này, chúng ta muốn điều hướng đến cái tập tin language của chúng ta. Ví dụ như tập tin nrb combook.in thì chúng ta phải đi vào thư mục admin. Vậy thì ở đây của chúng ta sẽ là giá trị là thư mục admin. Và tiếp đó nếu chúng ta muốn điều hướng nó đến thư mục language thì lúc này chúng ta sẽ phải khai báo nó là thư mục language và nrb sau đó là đến tập tin thì mới đúng. Còn nếu chúng ta sử dụng cái giá trị lúc nãy của chúng ta có thêm chữ language ở phía sau thì lúc này cái khả năng xảy ra sai là rất là cao. Vì vậy chúng ta cần phải sửa lại ở đây là đúng là đi vào thư mục admin, sau đó vào thư mục language, sau đó vào thư mục nrb và đến cái tập tin của chúng ta là chính xác nhất. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện bước cuối cùng trong phần khai báo cài đặt. Đó là chúng ta khai báo những cái tập tin intone. Thì lúc này chúng ta sẽ kéo lên phía trên ra phía ngoài phần administration. Chúng ta đưa vào một tập thể gọi là intone. Sau đó
chúng ta sẽ có một cặp thẻ là SQL. Có nghĩa là lúc này chúng ta khai báo là chúng ta sẽ sử dụng một tập tên SQL. Vậy thì tập tên SQL chúng ta install là tập tên nào? Chúng ta sẽ khai báo như sau. Một thẻ gọi là file. Lúc này chúng ta sẽ khai báo rằng cái tập tên của chúng ta sẽ sử dụng cái kiểu charset, có nghĩa là kiểu phông chữ là UTF-8. Vậy chúng ta đưa vào thuộc tính là charset bằng UTF-8. Và lúc này driver là một thuộc tính nữa. Driver ở đây có nghĩa là các bạn sử dụng cái hệ cơ sở dữ liệu nào. Chúng ta sẽ sử dụng hệ cơ sở dữ liệu là MySQL. Vậy chúng ta sẽ đưa vào đây là MySQL. Sau đó chúng ta đóng thẻ này lại. Và ở giữa cái thẻ này chúng ta sẽ khai báo cái tập tin chúng ta sử dụng để install. Vậy thì để install được, chúng ta phải vào thư mục admin và thư mục SQL và gọi đến cái tập tin install.sql. Lúc này chúng ta sẽ không cần khai báo là cái tập tin install nó nằm ở trong thư mục admin giống cái phần language này. Vì theo cấu trúc của Joomla thì các cái file install phải được nằm ở phía trong phần admin. Lúc này chúng ta có thể không sử dụng cái thư mục SQL cũng được, không thành vấn đề. Chúng ta có thể sử dụng nó bằng cái tên khác. Thì lúc này chúng ta sẽ đưa đúng cái tên mà chứa những tập tin SQL vào đây. Chúng ta ghi là SQL là tên thư mục. Tiếp đó là đến cái file install của chúng ta. File install chúng ta tên là install.sql. Các bạn có thể sử dụng một cái tên khác thay cho chữ install cũng được, nhưng khi mà chúng ta khai báo thì chúng ta phải khai báo đúng. Tiếp theo nữa là khi install thì chúng ta sử dụng tập tin install.sql. Vậy khi mà chúng ta uninstall là chúng ta gỡ bỏ cái component này, chúng ta sẽ sử dụng tập tin SQL nào. Lúc này chúng ta sẽ copy phần này xuống. Chúng ta sẽ sửa lại hai cái thẻ ở phía ngoài, hai thẻ này của chúng ta. Lúc này chúng ta không để là install nữa mà chúng ta sử dụng là uninstall. Tiếp đó là chúng ta sẽ sửa lại cái tập tin của chúng ta. Vào thư mục SQL là đúng rồi. Tiếp đó là đến tập tin uninstall.sql. Vậy lúc này chúng ta sẽ sửa lại đây là tập tin uninstall.sql. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện quá trình khai báo những cái tập tin có trong component. Thì các bạn thấy ở trong cái quá trình này nó tương đối khá dài. Và các bạn cần phải làm cẩn thận để khi chúng ta đóng gói và chúng ta cài đặt nó không bị lỗi. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ bắt đầu đóng gói và cài đặt thử.